tiếp theo đó là làm ghi kích thước theo điểm. Thì để gọi lệnh thì bạn vào một dimension trong một routine, mình chọn một point. Sau đó bạn chọn vào cái điểm mà bạn muốn xác định, có thể là bất kỳ vị trí nào bạn muốn chọn. Trong trường hợp này mình sẽ chọn vị trí là điểm này. Thì khi đó nó sẽ hiện ra cái kích thước và cái giá trị đo được, cái gì kích thước là của điểm. Trong đây có ba tọa độ x, y, z.